vụ án Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử chưa xem xét đơn của CEO tập đoàn tại Hồng Kông gửi. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những tin tức mới nhất về phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 4, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục tranh luận lại quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM. Mở đầu phần bào chữa, luật sư Giang Hồng Thanh nói thêm về lá thư của tiến sĩ Justin Chiu, giám đốc điều hành của tập đoàn CK Asset Holdings Limited ở Hồng Kông, Trung Quốc, gửi tới Tòa án Nhân dân TP.HCM trước đó. Luật sư Thanh nói, ngày 13 tháng 4 năm 2022, ông Justin Chiu, đại diện của tập đoàn nói trên, và ông Lee Hao, đại diện của tập đoàn ORIX Nhật Bản, và Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Tại đây, hai tập đoàn bày tỏ mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào TP.HCM. Sau khi nghe tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngày 27 tháng 3, ông Justin Chiu viết thư gửi Tòa án Nhân dân TP.HCM bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho bà Trương Mỹ Lan. Tại phần tranh luận ngày 1 tháng 4, luật sư Phan Trung Hoài, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề cập đến lá thư này. Nhưng luật sư này cho biết thêm nội dung về việc đề xuất một giải pháp toàn diện cho các tài sản liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho biết lá thư này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem đây là một phần của luận cứ bào chữa. Chủ tọa nhắc nhở luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan không đề cập đến lá thư này, tránh để báo chí hiểu lầm, truyền thông sai. Chủ tọa đề nghị luật sư nộp đầy đủ tài liệu chứng cứ để hội đồng xét xử xem xét quyết định. Sáng mùng 2 tháng 4, luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cũng tranh luận với Viện Kiểm sát xoay quanh việc định giá dự án mũi đèn đỏ. Viện Kiểm sát đánh giá các luật sư đưa chứng cứ thư thẩm định của Savills là không phù hợp vì chứng thư này thẩm định tài sản hình thành trong tương lai. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng giá trị của mũi đèn đỏ trong chứng thư của Savills là hơn 180.000 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2020, công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú cũng thẩm định giá trị của dự án mũi đèn đỏ là 151.000 tỷ đồng. Nhưng hai thẩm định viên của công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú là Trần Tuấn Hải và Trần Thị Kim Ngân đã bị bắt trong vụ án này với cáo buộc nâng khống giá trị tài sản và ký lùi ngày chứng thư thẩm định. Tại phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Trần Tuấn Hải xác định nâng khống giá trị khoảng 20%. Như vậy, theo luật sư, giá trị thật của mũi đèn đỏ nếu không bị nâng khống là khoảng 125.000 tỷ đồng. Theo luật sư, ngoài ra, tháng 6 năm 2021, Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam VAE định giá dự án mũi đèn đỏ có giá trị 168.000 tỷ đồng. Từ đó, luật sư cho rằng, qua đây có thể thấy, ba doanh nghiệp thẩm định giá dự án mũi đèn đỏ đều gấp 6 đến 9 lần giá trị thẩm định giá của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân. Luật sư Giang Hồng Thanh đặt câu hỏi về tính pháp lý của chứng thư nào có giá trị cao hơn. Trong phần tranh luận của Viện Kiểm sát vào sáng ngày 1 tháng 4, cơ quan công tố cho rằng, để xác định hậu quả thiệt hại, Viện Kiểm sát không căn cứ vào kết quả định giá của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân để xác định hoàn toàn thiệt hại của vụ án mà áp dụng nhiều biện pháp. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB đặt ra câu hỏi, Viện Kiểm sát nói không dùng kết quả định giá của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân mà dùng các biện pháp khác, vậy biện pháp khác là biện pháp nào? Theo luật sư, tính nhất quán và xuyên suốt của nguyên tắc có lợi cho bị cáo là chưa được áp dụng triệt để. Tại tòa, nhiều bị cáo cùng các luật sư bào chữa đều cho rằng việc định giá các tài sản trong vụ án để xác định thiệt hại đang quá thấp, mong tòa xem xét. Theo đó, Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân mới định giá 726 trên 1.166 mã tài sản thế chấp cho các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB. Số còn lại, Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản, không đủ hồ sơ pháp lý tài sản. CEO tập đoàn của tỷ phú Lý Gia Thành bất ngờ gửi văn bản tới phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan. Chiều ngày 1 tháng 4, sau khi Viện Kiểm sát đối đáp quan điểm bào chữa cho 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm
tiếp tục với phần bào chữa bổ sung của các luật sư. Trong đó, luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho hay, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh cách thức bà Trương Mỹ Lan không phải cho mượn tài sản mà đưa tài sản vào nhằm rút chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB. Theo luật sư Hoài, tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB xác nhận gần như toàn bộ tài sản của bà Lan và gia đình đều nằm ở SCB để bảo đảm cho hàng nghìn khoản vay. Để làm rõ việc đưa tài sản vào có là phương thức thủ đoạn phạm tội hay không, luật sư chỉ ra một số nội dung chứng minh bà Lan được chính phủ vận động để cam kết đưa tài sản vào nhằm tái cơ cấu, hợp nhất ba ngân hàng. Liên quan đến việc xác định thiệt hại của vụ án và xử lý vật chứng, Viện Kiểm sát buộc bà Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm với số tiền 677.000 tỷ đồng. Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho SCB tính thêm tiền lãi hơn 84.000 tỷ đồng, tổng thiệt hại là hơn 760.000 tỷ đồng. Luật sư Hoài cho rằng, nếu toàn bộ số dư nợ và trách nhiệm bồi thường theo cách tính của SCB sẽ không phù hợp với cách tính trong cáo trạng, vì phải trừ giá trị tài sản của công ty thẩm định giá Hoàng Quân. Luật sư Hoài cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét diễn biến mới liên quan tới một số dự án và tài sản được hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại tòa. Trong số 13 tài sản mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục, có tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai, Hà Nội. Trước đó, đại diện 4 ngân hàng nước ngoài không đồng ý chuyển nhượng tòa nhà này do còn dư nợ của hai ngân hàng là HSBC và OCBC Bank Singapore. Theo đại diện ngân hàng này, công ty cổ phần Twinpeaks có vay mượn khoản tiền khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Tài sản thế chấp bao gồm tòa nhà Capital Place và quyền sử dụng tòa nhà này. Hiện tại, khoản vay vẫn chưa được tất toán hoàn toàn. Luật sư cho rằng, thời điểm đáo nợ là ngày 30 tháng 4. Khi tất toán xong, bà Lan sẽ được quyền định đoạt tòa nhà để khắc phục hậu quả vụ án. Bên cạnh đó, có hai công ty cam kết hoàn trả cho bà Lan hơn 2.700 tỷ đồng đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử và viện kiểm sát ghi nhận. Trong phần bào chữa, bất ngờ luật sư Phan Trung Hoài còn gửi tới hội đồng xét xử văn bản của giám đốc điều hành tập đoàn CK Asset Holding Limited của Hồng Kông. Đây là tập đoàn đầu tư lớn mạnh nhất Hồng Kông trong lĩnh vực bất động sản do tỷ phú Lý Gia Thành sáng lập. Theo thông tin từ gia đình bà Lan, với mong muốn khắc phục hậu quả, gia đình đã liên hệ với quỹ đầu tư tài sản hàng đầu châu Á thuộc tập đoàn CK Asset Holding Limited với mong muốn được đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến SCB. Theo luật sư Hoài, gia đình bà Lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư sử dụng giải pháp khác nhau để chuyển nhượng dự án ở mức cao nhất thông qua phương thức tối ưu, đề xuất bán, chuyển nhượng với các tài sản thế chấp tại SCB. Từ những trình bày trên, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện, cam kết của bà Lan đem tài sản giải quyết, tạo cơ chế pháp lý để thuyết phục bạn bè, đối tác trong và ngoài nước giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay để SCB hoạt động ổn định. Bà Trương Mỹ Lan nói có tỷ phú nước ngoài muốn đem tiền giúp bị cáo. Trong phiên xét xử chiều ngày 20 tháng 3, sau khi các luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, bản thân bà đã tự đưa ra luận cứ bào chữa cho mình. Cầm trên tay tập tài liệu đã có ghi chú những gì cần nói, bà Lan cho rằng, vào ngày luận tội, Viện Kiểm sát có nhận định trong quá trình xét xử, bà quanh co, chối tội, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, bà cảm thấy đau xót. Bà Lan tiếp tục khẳng định không quanh co. Trình bày tiếp, bà Lan cho biết, khi ở trại tạm giam, trái tim bà rỉ máu, nghĩ làm sao để cho người ta mang tiền vào SCB. Bà Lan cũng nhắc lại, bà từng xin được tại ngoại để làm việc với các tỷ phú nước ngoài mang tiền vào SCB nhưng không được xem xét. Sau đó, bà đã nhắn luật sư nói con gái liên hệ với họ, tập đoàn tài chính thế giới hứa trong một tháng sẽ vào, nhưng với điều kiện phải gặp được bà để bà bảo lãnh, gặp cả lãnh đạo SCB cũ và mới. Trước thông tin này, hội đồng xét xử nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho bị cáo nếu thật sự có tỷ phú nào muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại, sẽ tạo điều kiện hết sức để họ gặp bị cáo ngay tại trại giam. Chủ tọa Phạm Lương Toản nói, trong cuộc gặp đó cần điều kiện gì, luật sư bị cáo có văn bản gửi cho hội đồng xét xử, tòa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đáp ứng điều kiện đó. Ngoài ra,
Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng mong hội đồng xét xử xem xét kỹ về các cáo buộc đối với bị cáo, làm rõ mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát và SCB. Bà cho rằng Vạn Thịnh Phát không có người đại diện để làm việc với SCB. Việc tái cơ cấu SCB đổ bể không phải do bị cáo làm dở mà do bị cáo bị bắt. Bà vẫn giữ quan điểm như những ngày xét hỏi tại tòa là không thừa nhận việc chiếm đoạt tiền của SCB. Bên cạnh đó, bà Lan mong hội đồng xét xử cho bà được tiếp cận bản thực thu, thực chi của SCB trong vòng 11 năm qua và bản báo cáo tài chính trước khi bị cáo bị bắt. Cũng theo bị cáo Trương Mỹ Lan, trong lúc ở trại tạm giam, bà đã xem và xác nhận số liệu thu chi của 9 năm, còn 2 năm chưa xác nhận. Về số tiền đã nộp vào trong giai đoạn điều tra truy tố, bà Lan xin chuyển tiền đó sang cho Trương Huệ Vân. Ngoài yêu cầu giữ lại biệt thự cổ, bà Lan cũng xin hội đồng xét xử xem xét giúp thu tiền thuê với căn nhà ở 19 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bà cho biết căn nhà này của con gái bà đang cho SCB thuê, nhưng SCB đã không trả tiền nhà hơn một năm nay. Trước đó, trong phần luận tội ngày 19 tháng 3, Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại tòa, bà Lan cũng tự nguyện cam kết dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Song cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội hai lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co, đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền. Hành vi bị cáo tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình chung cho 3 tội danh, tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 4 đối tác không đồng ý để bà Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Place. Trong các phiên tòa trước đó, bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần nhắc đến tòa nhà Capital Palace số 29 Liễu Giai, Hà Nội, từng được giao bán với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện tòa nhà này đang được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay 200 triệu đô la Mỹ tại 4 ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, chủ sở hữu đã ủy quyền cho bà Chu Duyệt Phấn, con bà Trương Mỹ Lan, giao bán. Bà Trương Mỹ Lan cho rằng tòa nhà trên có giá thấp nhất cũng phải hơn 400 triệu đô la Mỹ, nhưng với điều kiện phải bán cho nhà đầu tư nước ngoài và không liên quan đến vụ án. Bà Lan cũng cam kết nếu bán được tòa nhà thì sẽ tự nguyện dùng phần còn lại sau khi trả nợ để khắc phục hậu quả vụ án. Tại tòa ngày 28 tháng 3, đại diện 4 ngân hàng, trong đó có ngân hàng HSBC, tập đoàn ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, ngân hàng OCBC Bank Singapore đã có ý kiến về việc bà Trương Mỹ Lan muốn bán tòa nhà này tại số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Cụ thể, đại diện các ngân hàng này cho biết công ty cổ phần Twin Peaks có vay mượn khoản tiền khoảng 200 triệu đô la Mỹ, tài sản thế chấp bao gồm tòa nhà Capital Palace và sử dụng tòa nhà này. Hiện tại, khoản vay này vẫn chưa được tất toán hoàn toàn. Trong khi đó, thời điểm đáo hạn nợ là ngày 30 tháng 4 năm 2024 sắp đến. Trước kiến nghị của bà Trương Mỹ Lan về việc bán tòa nhà để khắc phục hậu quả vụ án, đại diện hai ngân hàng cho biết không đồng tình với ý kiến của bà Lan. Bà Trương Mỹ Lan không có quyền quyết định bán tòa nhà Capital Palace số 29 Liễu Giai vì tòa nhà này đã được thế chấp cho khoản vay của công ty Twin Peaks, vị đại diện của hai ngân hàng cho biết. Trình bày trước hội đồng xét xử, đại diện ngân hàng HSBC và ngân hàng OCBC Bank Singapore đề nghị cho phép hai ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ bao gồm cả tiền gốc lẫn tiền lãi. Trong trường hợp sau khi bán tòa nhà Capital Palace và giải quyết xong các khoản vay, phía ngân hàng sẽ giao nộp lại số tiền dư theo quy định pháp luật để khắc phục hậu quả vụ án. Ngày 1 tháng 4, Viện Kiểm sát sẽ đối đáp lại quan điểm của luật sư, bị cáo, người liên quan và bị hại. Những diễn biến của phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón xem. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.